sau có không chào dần bài mưa đến ó cháu sắc là viền dần khổ có mi bằng không chào lưng phát thẳng thầy na xuân quảng chơi năn ít cánh ải hấp bom sòng phái mưng chào tề na xuôi các bạn thấy như này quan hệ nào sòng cô hai cánh xuống xuôi ảo dậy có máu cánh xào sòng cô hai cánh tô xuống em hài chơi năn hồ cô nói chắc ảo mắt phá hồ má nói chắc ảo mắt dài dài cũng chuồng chẳng lý tốt mắt nhiều co chẳng nghĩ quảng lòng phần chiến những diễn tương quần sát những khác nặng mịt nòi công cả tắt tòng tài lò xu mây mưa ni mang sòng hướt bót sở trọc bên lì xiềng gò trắng hờn bàng cổ mới bó lúc tà mới ảo à chủ cốt mất bom mới lại ải lại nòng mất muộn mơ chung buồn đầy lò phi nông ơi các bà thay đó xuống hỏi ban tổ chức lại của bấm mi sàng lần xưa ơ này tàng nà chống lớn tường đông mở đi quang phá lại ải báu sò sòng chúc gặp qua mẹ phi nông lâu khỏi cò lưng chơi ảo hàn khăn mạnh diệt với bản tướng chào bạn diệt càn mức tướng chào hù phủ tánh ca phải ca để tướng màn còng phủ rốt nòng rốt nam đi bà tổ màu liêng lưu tàu hải nhớ sùng dao phủ hết minh bao sáu để bờ phủ chào bạn phủ hết minh làn hà minh làn phủ báo phang nghĩa nụ phủ là hết minh chu sáu để chu phủ trà lý bên đất phi nông ơi không ai bên buồn để ngọc phá bằng rồi ví dụ là có những cái trợ lý nó bắt đầu trợ lý thì bệnh sư này có ai mưa ni tìm lầu hâu tìm mộng tìm lòng mắc buồn đầy sầu trời ải êm hâu tìm chùa tìm bia đó cũng là lời bài hát mặc cần xuất chùa và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể khi đã trân trọng những chào và chân thành lời nữa để chào đón Khánh Vi sẽ trở lại sân khấu ca khúc mặc cần xuất chùa.
cùng phùa nghe mía trong đó cấp cần diệt huyết là sao tặng cam mưu ni đôi phùa mía nóng cầm chất là bên đôi xét đôi phết báo mới chất là pháy bên đôi xét đôi cái báo mới chất là xìa bên đôi phùa mía báo mới chất là hàng có trắng và đẩy kín lèo báo lưng xìa thú đẩy rú lèo báo lưng xìa cổng cánh ơn có phùa cổng vào bách nhớ sùng đáng bú xàm sầu cổng mẹ chầu ó liêng xương bó lầy lưng cừn long con ám hà kính sang bao hùa mưa cắm lầy má mày nhớ phù phú bồng vậy chứng chảnh viên đi lộ phủ nhĩ mới là ải phú em già chúng tăng quà lộ phủ trai mới là ải tà em nay chú màng xài sò mới vào này bên đang cần mưng lầu chung đi về dưới để mời ta lên đây mê quê tôi đang sẽ cùng nâng ly của mình lên hãy cùng hơn thật sao